Chào mọi người nhé. Một lần nữa cho phép em được gửi lời cảm ơn đến anh Vinh ở trong Hồ Chí Minh. Anh đã tin tưởng và ủng hộ em đôi loa Bốc Acoustic. Thì đây là cái củ loa bass bên ngoài, anh có thể nhìn thấy nhá. Và sản phẩm từ bên em là bao zin và đẹp như vậy đó. Được chưa? Thế thì bây giờ để cho nó đẹp hơn thì em sẽ dưỡng lại cho anh, quét cho anh một cái lớp dầu dưỡng gân lên cái màng này để cho đảm bảo là cái sản phẩm của anh nó sẽ được mềm mại và chất lượng lâu bền hơn. Đó, cái thứ hai nữa là tí nữa em sẽ quay luôn theo yêu cầu của anh, em sẽ quay luôn cái sản phẩm cho anh xem. Thì bây giờ đầu tiên là em sẽ dưỡng gân nhá. Anh ở Hồ Chí Minh và rất tin tưởng ủng hộ em. Rồi, là chiều nay em cũng sẽ gửi luôn một số sản phẩm vang T3 cho anh nhá, cả có một số anh đã đặt luôn cả sản phẩm dầu dưỡng gân luôn thì em sẽ gửi luôn. Em quên mất tên rồi, nhưng mà chắc là anh xem clip anh sẽ thấy và biết là mình đã đặt cái gì. Ở đây là em quét một lớp dầu dưỡng gân này thì cái gân nó sẽ được bền hơn, đảm bảo hơn, đẹp hơn và loa sẽ mềm mại hơn, có tính ổn định hơn. Đảm bảo cho anh em là nó sẽ ổn định và đẹp hơn. Và sau khi em dưỡng cho anh xong thì em sẽ đóng hàng em gửi đi cho anh luôn. Đó. Để đảm bảo thì em sẽ quét kỹ hơn vào cả cái khe này nữa, vì cái khe này nó cũng khá là quan trọng. Nếu như cái dầu dưỡng gân mà không vào được cái khe này thì nó sẽ rất là cứng và dễ bị gãy ở cái vị trí đó. Nhưng em lưu ý là sau khi khô đi thì nó sẽ vẫn là rất là đẹp thôi. Nhưng còn nếu muốn đẹp hơn thì là em sẽ không quét vào đây nữa, nhưng mà khi không quét vào đây thì nó sẽ không đảm bảo và không giữ được lại cho cái gân của mình nó tốt. Thì em sẽ quét luôn vào đây để cái dầu dưỡng gân nó thấm vào đây, giữ lại được độ dẻo dai và độ bền của cái gân. Đó. Rồi ok. Như anh em đã nhìn thấy thì rất là ok rồi đúng không ạ? Đấy. Thế thì đây là cái củ bass của anh nhá, và đảm bảo là nó zin. Được chưa? Đảm bảo là nó zin. Đó. Em sẽ lấy nét để anh nhìn thấy kỹ hơn. Đấy. Zin hết. Được chưa? Đây, củ bass đây. Đó. Và còn một chiếc nữa thì đây. Chiếc nữa của anh đây.
Rồi. Đây là cái chiếc bát còn lại của anh, và anh nhìn thấy nó cũng vẫn còn đẹp chứ không xấu gì, và em sẽ vệ sinh luôn cho anh. Vì trong quá trình sử dụng thì nó sẽ có bụi bẩn vì hàng bãi mà. Thì đây là em sẽ vệ sinh cho anh để đảm bảo là cái bát nó sẽ sạch đẹp hơn. Ở đây là cái mục đích này là để gạt đi những cái bụi. Đó. Đảm bảo chất lượng khi loa về đến tay anh dùng có độ ổn định. Với bất kỳ một sản phẩm loa nào khác khi chúng em gửi đi thì chúng em đều có vệ sinh và làm đẹp hết, đảm bảo chất lượng thì chúng em sẽ gửi đi. Đó. Cái này là em đang làm với cái mục đích là muốn cạo đi những cái bẩn đã được bám trên cái lớp gân cũ. Đó, để đảm bảo khi chúng ta dưỡng lại cái gân dầu giữa gân vào thì nó sẽ mềm mại ra và không bị vướng những cái hạt bụi, hạt cát hay hạt sỏi ở trên này, để tránh trường hợp là khi loa chạy là nó sẽ bị rách. Anh em lưu ý nhá. Cái từ hạt sỏi ở đây là những cái hạt sỏi bé tí đó, chứ không có cái hạt sỏi to nào bám vào đây cả. Vì hạt sỏi bé thì nó mới sắc, chứ cần hạt sỏi to thì lại không sợ. Đó. Sau khi chúng ta đã vừa vệ sinh, đây, anh em có thể thấy là cái độ đàn hồi và cái loa này vẫn còn rất là tốt. Đó, anh em thấy không? Độ đàn hồi của loa vẫn còn rất là tốt. Và chúng ta vừa mới vệ sinh như vậy rồi, cũng là một cái để chúng ta đã tẩm quất hay là cũng làm mềm cái gân này hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi chúng ta dưỡng vào. Sản phẩm sau khi mà dưỡng gân vào ấy, thì rất là đẹp và có độ mềm mại rất là tốt. Em đã sử dụng cái dầu dưỡng gân này đã dưỡng rất là nhiều những cái chiếc loa rồi. Và nếu như anh em nào đã từng xem một vài những cái video mà của hãng người ta sản xuất loa thì người ta cũng đã quét một cái dầu dưỡng gân, cái dung dịch màu trắng này lên như này. Đó, chứ không phải là quét cái dung dịch nào khác cả. Thị trường bây giờ thì đang có hai loại dầu dưỡng gân. Đó chính là một loại dầu trong như kiểu mật ong ấy, và một loại trắng trắng như này. Thì loại trắng này là đang khá là phổ biến. Đó. Như này thì đảm bảo rằng là cái dầu dưỡng gân này sẽ vào cả những cái khe nhỏ của chiếc loa này. Anh Vinh nhá, anh chờ một tí rằng em dưỡng gân xong cho anh thì anh sẽ được xem luôn cái sản phẩm, cái thùng loa của mình. Và cái sản phẩm loa này thì cái củ loa chép là do là nó sử dụng hàn, cho nên là em cũng không tháo nó ra mà đảm bảo cho anh là nó zin, vì trước khi đó là em đã tháo rồi. Củ loa chép của cái model này là nó không phải như những cái dòng loa chép khác, mà củ loa chép này là nó sử dụng một hàn, nó hàn vào chứ nó không phải là giáp cắm. Đó.
đảm bảo được là tính thẩm mỹ cho anh. Cái này nguyên bản của hãng là cũng để họ cũng quét diềm ra xung quanh một chút nên em cũng sẽ làm theo như vậy luôn. Đó, ok. Đó thì là đây là cũng chiếc quét thứ hai của anh và cũng đảm bảo là zin luôn cho anh nhá. Đó. Còn đây là một chiếc bát mà em đã dùng dầu dưỡng cân em dưỡng rồi. Em có thể để anh em thấy. Đây. Đây là chiếc bát đã được dưỡng cân rồi. Anh em hoàn toàn có thể thấy chất lượng của nó. Đây là chiếc bát đã được dưỡng rồi nhá. Đó. Và chiếc bát này là chiếc bát quy phắc. Rất chi là đẹp. Chất lượng. Đôi này thì em vẫn chưa có cái video review với anh em. Nhưng em có thể nhìn thấy được cái chiếc bát nó chất lượng như vậy. Đó. Thế còn đây bây giờ thì nó sẽ là ở đây, chiếc bát nó đang khô dần rồi đây. Khô dần mới là đen dần và mềm mại hơn rồi đây. Đó. Thế ở đây là cái cặp thùng của anh nhá. Thùng của anh đây ạ. Đây. Đó, đẹp nhá. Còn đây là cái phân tần. Thấy chưa? Đấy. Phân tần thử loa. Phân tần thử này. Đó. Anh nhá. Thì bây giờ là em sẽ gửi đôi loa này đi cho anh đóng gói. Đảm bảo với anh củ loa bát zin, củ loa chép zin, côn loa chép là côn zin nhá. Ok. Thế thì trân trọng cảm ơn anh một lần nữa tưởng và ủng hộ em. Đây. Rồi, em chào mọi người nhé.